Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui mừng chúng ta gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh. Và ngày nay chúng tôi đang có mặt tại quốc lộ 32, đi từ Cầu Giấy xuống huyện Hoài Đức. Và chúng ta đang có mặt tại điểm ga Nhổn. Đấy, điểm này là điểm ga đầu tiên của đường tàu điện trên cao Nhổn ga Nội các bạn nha. Đấy, bên kia là Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thì ngày nay anh em chúng tôi sẽ xuất phát để tới ghé thăm và review khu đô thị Hyundai Royal Park tại huyện Hoài Đức, Hà Nội các bạn nhé. Đây là quốc lộ 32. Chúng ta đi sẽ đi vào bên trong cái điểm đầu tiên của đường tàu điện. Đấy, nhìn như một con chăn khổng lồ các bạn ạ. Đây, khu này các bạn thấy rằng cái mật độ dân cư cũng rất là đông rồi. Đấy, ngay bên tay trái các bạn đã nhìn thấy là khu chung cư của khu đô thị Hyundai các bạn nha. Đấy, Westeria, chung cư Westeria thì 8.893 căn. Đấy, đang làm, đang xây. Chúng ta đang di chuyển đến địa phận của huyện Hoài Đức các bạn nha. Thì theo quy hoạch thì huyện Hoài Đức đang cố gắng phấn đấu để lên thành quận. Đấy. Thì hiện nay huyện đã đạt được 27 trên 31 tiêu chí rồi. Nhưng xét về tổng thể cơ bản ấy, thì huyện Hoài Đức thì dân cư rất là đông. Đấy. Và kinh tế của người dân làm ăn cũng rất là tốt. Cho nên là mình nghĩ rằng cái mục tiêu lên quận cũng sẽ khá là nhanh thôi. Ngày xưa con đường 32 này trong một thời gian rất dài nó là con đường đau khổ các bạn ạ. Đấy, đi rất gập ghềnh gồ ghề, các ổ trâu ổ gà các loại. Đấy, nhưng mà sau này khi con đường này hoàn thiện rồi thì cái lưu thông huyết mạch này mọi người đi lại rất là thuận tiện. Đấy. Các bạn có thể tưởng tượng rằng khoảng 10-15 năm trước đây chúng ta đi những con đường này rất thưa thớt người di chuyển. Vậy mà cái tốc độ đô thị hóa phải nói là phát triển rất là nhanh các bạn ạ. Chúng ta di chuyển một chút nữa thì sẽ tới Đại học Thành Đô. Đây, chúng ta cùng quan sát bên đường, hai bên đường. Con đường 32 này thì chúng ta đi thẳng tiếp theo nó sẽ tới là sân Tây các bạn nhé. Sân Tây. Đấy, về Phú Thọ cũng được. Sở dĩ là chúng tôi review cả cái đoạn đường này để quý vị có thể nắm được là cái tổng thể, cái vị trí tổng thể của cái khu đô thị nó như thế nào. Chúng tôi làm video này hoàn toàn mang tính chất là khách quan và giới thiệu cùng quý vị, không phải là chúng tôi bán hàng hoặc gì cả, giới thiệu cho chủ đầu tư các bạn nhé. Đấy, anh em đi thì tiện quay lại cho mọi người thôi. Đây, Đại học Thành Đô các bạn ơi, Đại học Thành Đô. Rất là nhiều sinh viên, với những khu vực mà nhiều trường đại học, nhiều sinh viên như thế này thì chúng ta cũng rất dễ là bán hàng, rất dễ là kinh doanh, buôn bán. Và ở đâu có dân cư thì ở đó thì đất sẽ sinh sôi nảy nở và sẽ phát triển, tăng giá, tăng trưởng các bạn ạ. Và cho nên là nhiều bác đi mua đất, mua nhà thì phải để ý các yếu tố đấy. Đấy, nhiều khi chúng ta cứ ham rẻ, chúng ta mua ở những cái vùng mà khu vực mà nó hẻo lánh đúng không ạ? Đấy. Đất thì rộng thẳng cánh cò bay nhưng mà không có dân ở ấy, thì nhiều khi là người ta thổi giá lên, sau đó thì chúng ta mua chúng ta kẹt đấy. Đấy là không rút vốn mà bán cũng khó. Thì chúng ta cứ để ý tập trung đấy, ưu tiên những khu vực dân cư như vậy thì rất yên tâm. Ở đây khu vực này thì chúng ta di chuyển khoảng tầm 5 km là đến sân vận động Mỹ Đình. Đấy, trung tâm hội nghị quốc gia các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta cũng có thể đi lên trung tâm Cầu Giấy, đi ngược lại là lên trung tâm Cầu Giấy này, rồi ra Hồ Hoàn Kiếm khoảng 15 km thôi, rồi ra Bixi Thăng Long đấy cũng khoảng 10 km. Vincom Trần Duy Hưng. Tóm lại là khu này bây giờ là mình thấy rằng cũng rất là tấp nập và cái vị trí này đang phát triển rất là mạnh rồi.
Bây giờ các bạn tưởng tượng rằng ở những khu vực như là ở Mỹ Đình đúng không ạ? Ở Mỹ Đình đấy, hoặc là Phú Đô đấy, chúng ta mua một cái nhà bé bé ở bên trong ấy, thậm chí ô tô không vào được mà cũng giá 4, 5, 6 tỷ rồi đúng không ạ? Đấy. Thì tại sao chúng ta không mua những cái ở đây? Đấy, chúng ta di chuyển xa một chút nhưng mà nó rộng rãi, thanh thang và tiện ích cũng rất là tốt. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào bên trong để xem là cái hiện trạng là tiện ích bây giờ người ta đang làm như thế nào. Vào đến đâu rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại khu đô thị HOD các bạn nhé. Đây là chợ thị trấn Trạm Trôi này. Đây là Toyota. Đây, khu vực xe điện. Đây, chúng ta đã tới khu vực cổng chào HOD Đồi Bắc. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều các bạn nhé. Ở đây thì lần trước có mấy quán bún chả chiều này đóng cửa rồi. Đấy. Bên trong này có mấy quán phở gà này, spa này. Đấy, anh em chiều chiều cũng ra đây ngồi uống trà đá rồi. Hóng gió. Cái lối cổng vào này thì nó hơi nhỏ. Khu HOD Park này thì diện tích tổng là 146,8 ha các bạn nhé. Khá là lớn mà cái mật độ xây dựng của nó thì khá là thưa thôi. Đấy. Ở đây chúng ta có 1997 căn liền kề. Đấy, diện tích từ 90 cho đến 265 m. Đấy, kiến trúc kiểu châu Âu này. Xây thì 4 tầng một tum. Rất nhiều dãy liền kề các bạn nhé, mênh mông luôn. Đấy, khu vực này bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi những cái trung tâm thương mại rồi trường học mọc lên đúng không ạ? Đấy, thì nữa thì rất là tuyệt vời, bệnh viện tất cả thì ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, quan trọng là xem cái tiến độ của bên chủ đầu tư như thế nào những cái hạng mục này. Đây, gần tất cả cái căn liền kề này đã và shop house thì đã gần như bàn giao rồi. Đấy. Ở đây thì có 646 căn villa các bạn nhé. Và dao động là 200m, 250m, 300m, 400m. Đang chào bán ở mức từ 7 cho đến 15 tỷ. Đây, văn phòng môi giới bất động sản này. Đấy. Ở đây thì có cái hồ trung tâm rất là lớn. 6.000 mét vuông. Hiện tại thì cũng đang thi công. Đang thi công phía trước. Đấy, mênh mông lắm ạ. Khu này mênh mông quá. Đây. Nhà cửa rất là nhiều nhưng cái phần đất trống này cũng rất lớn này. Đấy, không gian xanh đảm bảo. Đây, chúng ta đang ở có mặt tại hồ trung tâm 6.000 mét vuông. Đấy, sẽ tổ chức các cái sự kiện như tiệc cưới, lễ hội. Đây, đã xong cái phần một số phần hạ tầng này. Đấy, nước đã mênh mông rồi các bạn. Đấy, cảm giác mặt hồ đã sóng đã nổi lan tan rồi các bạn nhé. Đây, có lẽ là một số nhà đầu tư cũng đang đi tham quan. Đấy, tìm hiểu một số căn để có thể đầu tư hoặc mua để có thể ở. Phải nói là cái khu đô thị này, khu đô thị này nó phải nói là quá nổi bật ở Hoài Đức các bạn, ở phía tây Hà Nội này. Quá rộng đấy, rất nhiều căn mà nó không gian sống rất là khoáng đạn luôn đấy. Đây, các cụ già đạp xe, các cái
em học sinh đi học về. Đây các cụ đạp xe này, tuyệt vời các bạn, cảm giác rất tuyệt vời. Với những khu đô thị như thế này thì rõ ràng là huyện Hoài Đức rất có cơ sở để có thể lên quận nhanh thôi. Đấy, cái con đường xung quanh của trung tâm này thì cũng rất là rộng. Đây người ta còn đang làm ở cái cột nổi kia. Đấy, cũng đang tiếp tục hoàn thiện. Ở đây hiện tại còn đang tiếp tục xây dựng những căn chung cư các bạn nhé. 1997 căn chung cư, diện tích là từ xin lỗi các bạn, 8993 căn chung cư luôn các bạn. Đấy, diện tích từ 60 cho đến 136 mét, quy mô 2 đến 4 phòng ngủ. Đây các bà các cô đi tập thể dục tự tại trong rộng quá. Khu này đúng là đáng để sống. Nhưng hiện tại thì mình cũng chưa nhìn thấy là cái khu vực xây trung tâm thương mại hoặc trường học theo như giới thiệu thì có tới 8 bãi đỗ xe. Đấy, và các tiện ích rồi là một số trường lên cấp nữa, nhưng mà chưa xây dựng các bạn. Đấy, bây giờ các cái tiện ích đấy phải mọc lên ấy, thì mới đảm bảo dân cư vào đây ở. Đấy, bây giờ ví dụ như mình ở đây mà mình có đi mua một gói mì tôm hoặc mớ rau mà đi xa quá nó cũng bất tiện các bạn ạ. Đấy, những cái tiện ích đấy, những siêu thị rồi là trung tâm thương mại mọc lên nữa thì đảm bảo khu này quá là giá trị luôn ạ. Một số căn này thì vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Đấy, những căn này gần như là hầu như tất cả đã lên hình hết rồi. Đây, mấy căn góc này diện tích rất lớn các bạn. Và xây cũng rất cầu kỳ này. Kiến trúc cổ điển rất đẹp. Đây trước mắt chúng ta chính là con đường vành đai 3,5 các bạn nha. Đấy. Đấy, kia là cái bản đồ chỉ dẫn. Đấy. Đường vành đai 3,5 hoàn thiện cũng khá là cơ bản rồi. Đây vẫn còn một số đàn trâu đang gặm cỏ. Cảnh như cảnh ở quê các bạn ạ. Đấy. Đây. Kia là ba khối nhà chung cư Westeria các bạn nhé. Đấy. Westeria. Đây thì từ 60 cho đến 136 mét vuông. Và quy mô là 2 cho đến 4 phòng ngủ. Giá thì dao động từ 1 cho đến 4 tỷ. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng bây giờ chúng ta mua cái chung cư ở trên khu Vinhome Gardenia đúng không? Đấy, giá là 2 phòng ngủ. Nó vào tầm 5 tỷ, 3 phòng ngủ vào tầm 7, 8 tỷ. Thì ở đây chúng ta nếu như một cái chung cư đây khoảng tầm 4 tỷ. Đấy, xa một chút mà thoáng đãng như này cũng là một lựa chọn. Đấy, đáng để chúng ta cân nhắc đúng không ạ? Chỗ này thì cái đường nó cũng chưa hoàn thiện.
Xin chào tất cả quý vị một lần nữa nha. Như vậy hôm nay là chúng tôi đã đi một vòng khảo sát, đấy, tham quan khu đô thị Heroi Park tại Hoài Đức. Đấy, và chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị những thông tin mới về huyện Hoài Đức. Đấy, quý vị các bạn thấy video hay, đấy, có thể tặng cho kênh một nút đăng ký và like kênh cũng như chia sẻ video để lan tỏa tới cộng đồng các bạn nhé. Chúng tôi bây giờ sẽ cùng di chuyển về thôi. Đấy, cơ bản là đi một hành trình cũng khá là dài. Đấy, giới thiệu cơ bản về Heroi Park cũng như về quận Hoài Đức rồi, huyện Hoài Đức rồi. Trong tương lai sẽ là quận các bạn nhé. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo kênh nha.